你编号几号？他编号843。你去过台湾了吗？哎，你过来乱车。他没有去过。在台湾你有亲戚朋友吗？ở Đài Loan có người thân bạn bè không？他没有。你会抽烟喝酒吗？哎，没会抽烟喝酒không？他不会。来台湾工作，如果雇主要求你配合加班，你愿意吗？đến Đài Loan làm việc nếu công ty yêu cầu anh phối hợp tăng ca，你có đồng ý không？他愿意。对，你要保证今天你回答的问题和履历表上的内容都是事实。anh có bảo đảm là tất cả thông tin trên form mà câu trả lời của anh là chính xác không？他保证。好，现在请你做算术。bây giờ mời anh làm phép tính。好，现在请你起来做伏地起身。bây giờ mời anh đứng dậy chống đẩy 30 lần。来，开始。bắt đầu。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四。15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28